Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm các ông Nguyễn Thành Tiến, Nguyễn Minh Huy, Lương Công Tuấn và bà Hoàng Thị Thu Hương đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thạch Thang, quận Hải Châu để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua báo cáo các nội dung dự kiến chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, cử tri phường Thạch Thang bày tỏ thống nhất với nội dung kỳ họp, cũng như phấn khởi về sự phục hồi, phát triển các mặt kinh tế xã hội của thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19, nhất là các hoạt động du lịch đã sôi động trở lại. Tuyến phố du lịch An Thượng, chắc chắn là rất nhiều người ở đây chúng ta đã chứng kiến rằng là một năm trở lại đây, nhất là từ khi mà cái COVID nó giảm xuống, thì cái tuyến phố này phải nói là rất là sôi động, rất là hay ho chứ không phải là không, và rất nhiều người ta tới đây. Toàn cái tuyến này đây là cái chỗ bây giờ là trọng điểm, chứng tỏ rằng cái quyết định của thành phố chúng ta rất là chuẩn. Qua 6 tháng thì đa số các chỉ tiêu đều vượt. Đây là một cái việc mà nó rất đáng mừng. Nhân dân rất vui mừng và thấy rõ rằng như khu du lịch trong và ngoài nước ấy, đến Đà Nẵng, khách du lịch trong ngoài nước đến Đà Nẵng rất nhiều, ngày càng nhiều. Khách sạn thì kín phòng, nhà hàng quán ăn, phố ẩm thực thì kín khách. Rồi các bãi biển, rồi bãi tắm, khu du lịch thì đến rất đông như ngày hội. Cử tri Nguyễn Văn Quỳnh cho rằng, cùng với Trung ương, thành phố cũng tăng cường hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Để thành phố được luôn luôn phát triển bền vững, một cách bền vững thì cử tri đề nghị lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp cần có biện pháp triệt để, giải pháp hữu hiệu, giám sát tích cực, cần có những nhiều liều thuốc đủ mạnh để ngừa tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, để ngăn ngừa từ xa nhằm tránh cho các cán bộ đảng viên không bị vướng vào vòng lao lý một cách đáng tiếc. Cử tri phường Thạch Thang cũng nêu nhiều vấn đề bức xúc khác, đề nghị thành phố xem xét giải quyết, tập trung các vấn đề về quản lý và phát triển đô thị như các dự án chậm triển khai, chung cư xuống cấp, tình trạng thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư, tình trạng ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, một số khu vực còn tiềm ẩn phức tạp.